Chào anh chị đã quay trở lại với dự án Sun Grand City New An Thới, dự án đô thị nhà ở đầu tiên tại Nam Đồng Ngọc Phú Quốc do tập đoàn Sun Group phát triển. Và đây là dự án nằm ở phía trong, phía sau lưng của dự án shophouse thương mại Sun Prima Village Primavera. Chúng ta có một dự án về nhà phố đô thị đảo, bao gồm hai loại hình là nhà phố thương mại và nhà phố liền kề, với tiện ích cao cấp là 4 công viên cây xanh, hồ cảnh quan, các khu vực phát triển về y tế, giáo dục, khu vực phát triển về thương mại dịch vụ. Và tính đến thời điểm hiện tại thì 100% các căn nhà phố tại đây đã cất nóc. Bên cạnh đó thì thiết kế cảnh quan của dự án là đơn vị Ego của Italia với kiến trúc Địa Trung Hải. Và tại dự án này thì chủ đầu tư sẽ xây thô và hoàn thiện mặt ngoài khi bàn giao cho khách hàng, được chia giao thông theo cái hình ô bàn cờ. Đây là một cái khu đô thị nhà ở phức hợp, bao gồm đầy đủ tất cả các tiện ích đầu tiên tại Phú Quốc, và điều đặc biệt là dự án được cấp sổ đất ở sở hữu lâu dài với 862 căn nhà phố. Giá bán thì dao động từ khoảng 7 tỷ cho đến khoảng 30 tỷ một căn. Rất nhiều các cái phân khúc khác nhau, từ 7 đến khoảng 10, 7 đến 8 tỷ sẽ là phân khúc nhà phố liền kề để anh chị mua có thể để ở. Phân khúc từ 10 tỷ đến 12 tỷ là nhà phố thương mại, một là view ra công viên, hai là view ra sông, 3 là view ra bìa rừng của trục L3. Và tính đến thời điểm hiện tại thì chủ đầu tư đã gửi thông báo bàn giao đến khách hàng sẽ có 2 đợt bàn giao vào tháng 3 của năm 2021 là đợt đầu tiên, và đợt thứ hai sẽ là tháng 6 của năm 2021. Và Sun Grand City New An Thới thì sở hữu một cái vị trí vàng, nhận diện tốt và giao thông cực kỳ là tiện lợi. Với cái cảm hứng thiết kế từ miền Địa Trung Hải, xuyên suốt của Sun Group tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc thì luôn theo cái lối kiến trúc Mediterranean, kiến trúc Địa Trung Hải đặc trưng với các màu sắc và các cái phân khu khác nhau. Và tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có cụm 4 công viên là công viên Limoni đã hoàn thiện, công viên Seta đã hoàn thiện, công viên Pino đã hoàn thiện, và chúng ta chỉ còn công viên Riva là chủ đầu tư đang làm. Với công viên Seta thì chúng ta có một cái công viên mà nơi sẽ tổ chức các cái sự kiện âm nhạc lan tỏa từ thiên nhiên, với diện tích quy mô là 4.314 m². Còn trên màn hình thì chúng ta đang di chuyển ở cái cung đường gọi là cung đường đại lộ New An Thới, mà anh chị biết đến hay chúng ta còn hay gọi là viết tắt là AT, là cái con đường chính của dự án kết nối từ đường tỉnh DT975 ra ga đi cáp treo Hòn Thơm, cũng như là quần thể dự án Sun Prima Village Primavera, dự án shophouse Địa Trung Hải. Và đây cũng là cái con đường huyết mạch để kết nối các cái tuyến giao thông chính của dự án. Bên cạnh đó thì chúng ta có thêm con đường L3 ở ngay bên cạnh, sẽ chạy gần như là song song với đường AT để kết nối giao thông ra khu vực Địa Trung Hải ở phía ngoài. Bên ngoài này khi cuối cung đường chúng ta sẽ rẽ trái để lên ga đi cáp treo Hòn Thơm, và bên phải chính là khu vực bãi đất đỏ. Đây là những hình ảnh tiến độ cập nhật mới nhất vào những ngày đầu tiên của tháng 3 của năm 2021. Và hy vọng anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một căn nhà phố Sun Grand City New An Thới với hình thức hiện tại sẽ là chuyển nhượng. Chúng ta sẽ mua chuyển nhượng lại của những cái khách hàng người ta không có nhu cầu để kinh doanh, không có nhu cầu để sở hữu, không có nhu cầu để ở, thì người ta sẽ bán ra. Hoặc là một số khách hàng sẽ cần dòng tiền trong cái thời gian dịch Covid này thì họ sẽ bán bớt bất động sản đi và thu hồi dòng tiền. Thì anh chị quan tâm về những căn
nhà phố chuyện đang cần chuyển nhượng tại Sun Grand City New An Thới thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Chúng ta sẽ có cái mức giá chênh từ khoảng 300 triệu cho đến khoảng vài tỷ một căn. Ở đây thì góc máy này chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hai cái cung đường chính của dự án. Cung đường ở bên góc trái mà chạy thẳng trên màn hình là cung đường L3, cung đường chạy uốn lượn mà lớn hơn thì nó là cung đường đại lộ New An Thới, cung đường AT. Và đây là hai cái cung đường chính của dự án Sun Grand City New An Thới. Và giá bán thì em xin cung cấp là cung đường L3 thì sẽ dao động từ khoảng 11 đến khoảng 12 tỷ là giá gốc từ chủ đầu tư. Cung đường AT thì giá gốc nó sẽ khoảng từ 13 đến khoảng 16 tỷ. Là 13 là những cái khách hàng mà người ta không vay thì sẽ có giá như vậy. Và anh chị quan tâm vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh chị ở trong phần 2.